một ngày duy nhất của mình đạt ra chợ bán rau và trứng đây nè mọi người ơi. Em đến từ chương trình biệt đội đã thì chết. Trời ơi, giàu rồi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Biệt đội xã thì chết, một cuộc đời sung sướng hay là cuộc sống thê thảm? Kết thúc hình phạt vừa rồi, các bạn cảm thấy hả hê không? Thấy hả hê hả hê mà anh bị khang tiếng luôn hả? Đây cơ hội để đội bạn trả thù đây. Thử thách tiếp theo mời em. Nhiệm vụ mỗi đội hãy chọn ra hai thành viên có khả năng diễn xuất nhất trong đó. Thi đấu luân phiên, hai thành viên sẽ được thấy 10 poster phim kinh điển, sau đó diễn lại bằng ngôn ngữ hình thể nói để thành viên còn lại đoán đúng tên bộ phim. Đội nào đoán được nhiều phim nhất sẽ giành chiến thắng. Đội thua sẽ phải chịu hình phạt từ đội thắng. Wow. Wow. Hấp dẫn. Vô luôn người ơi, người ơi, hai người ơi. Vô. Vô mấy người. 1, 2, 3, bắt đầu. Yeah. Bắt đầu. Vô. Come on baby. Ô, oh, phim này hay nè, phim này hay nè, phim này tôi coi vui lắm nè. Ừ rồi. Superman. Anh làm đâu? Đó. Khó quá chào Hoàng. Vũ Bình. Ừ. Biết đọc. Anh nói anh về rồi. 200 tỷ. Có 200 tỷ. Mọi người có thể viết lại cái tên phim được không? Ừ, em. Còn lái xe. No. Cua được. Cua thai. Cua lại. Con lại bò bầu. Đúng rồi.
không? Có nhiều người đó lại chưa làm biệt đội gì? Biệt đội xin hùng. Hay quá. Hay quá. Mình kia tức quá, mình kia nói gì? Lên đây nè, lên đây nè. Rồi nhanh vậy. Ồ. Hai. Hai. Hai thế giới. Hai. Hết lại. Ai đó? Ai sao? Hai. Cung phu hả? Hai. Hai. Đam mê cung phu quá nào. Những chiếc gò xe chở. Hoa phượng. Hoa phượng. Hai 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 phượng. Hình phạt được mang tên là múa cây xả xì chết. Múa cây xả xì chết. Đây, chỉ cần làm theo bảo cuốn thôi. Ok, bảo cuốn nào múa đây. Mà phải nói đúng 20 lần cái từ này nha. Ok. Vui quá. Vui quá. Vui quá. Vui quá. Vui quá. 3 trong 1. Nói lại 20 lần từ vui quá. Nhưng mà ba đứa phải làm sao cho anh có cảm giác anh xả sự chết hay là anh mà chết thêm là mệt đó. Rồi, chấp nhận hình phạt nha. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Ai nhiều vui quá. 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 Quá. Có một đứa đang lên đây anh cứ vui lắm. Vui quá. Chơi lòng gian là cười luôn á. Tất cả các bàn này tổng cộng có 40 chén bánh bèo và một chén ớt bột. Các thành viên của hai đội ngồi xen kẽ và tiến hành ăn bánh bèo. Một lượt một người ăn ít nhất là từ 1 tới 3 chén, phải ăn vừa và tính toán. Ăn lần lượt xoay vòng, thành viên nào của đội cuối cùng ăn chén cuối cùng, đội đó sẽ thua. Lúc đầu cứ ăn đại mọi người ăn. Đúng rồi, ăn cứ gì gì, cứ đem lên bánh bèo đi. Ăn no đi. Rồi bây giờ rồi mọi người miếng ăn giấy chấm nước mắm nè mọi người. Ủa, ngồi đó đi, ngồi xen kẽ mà. Đây anh ngồi đó đi. Em có nghe, đi tới cái thử lát này á. Chị qua bên kia. Em có bánh bèo. Em sao quá nè, sao em lấy kịp nè. Thôi em ăn ít thôi, em ăn đâu, đâu có ai giành dịch của em đâu, em vẫn còn đó mà. Không mấy này nói ra là thấy em ăn liền. Chén cuối cùng là rơi vô đội nào, đội đó thua. Đúng rồi. Rồi hai anh em mà đi. 1, 2, 3. Thắng ăn trước. Rồi ăn trước đi. Ăn sau. Lần sau đây. Ok, mình ăn trước đi mấy bạn có gì. Em ăn mấy chén. Em ăn ủa. Em ăn một chén thôi. Rồi, một chén. À. Ok, chén miếng nóng. Trời ơi, ngon lành. Đào quá. Đấy, anh bị chén đó. Ăn trước ơi. Anh ăn hai chén. Trong thời điểm này không có tính toán gì được đâu. Đoạn đầu thì chưa tỉnh đâu. Em sẽ ăn ba chén. Chưa tới em chưa tới. Em vẫn còn được anh bảo. Bởi vì nào anh bảo cho em ăn, em mới được ăn.
Anh bảo nó hụt dữ rồi. Con máy không thể lên em đâu. Từ từ từ. Dạ anh bảo ơi. Từ đợi ăn tiên anh ăn hết chén này đi. Em ơi. Thì em mới ăn để cho nó đỏ rõ anh ơi. Chứ bây giờ cứ cộng dồn rồi. Em cứ nói em ăn mấy chén là em tự biết rồi. Em ăn chén thôi. Rồi cho anh em. Ok. Nhà mắm rất ngon. Không, anh biết là ai rồi, em biết là ai rồi, em biết là ai rồi. Mình sẽ ăn hai chén. À, chén đầu tiên, bữa tiên. Có ai nấy giữ chén mình nha. Hai chén nha, hai chén nha. Rồi, chén thứ hai của anh. Rồi, ngon à. Mắm ngon. Em chưa được ăn với mọi người. Nước miếng bắt đầu nhiễu qua từng khe răng rồi. Túa ra. Chào đi. Mùi nước mắm và mùi thịt bắt đầu xông lên tới mũi. Mọi người ăn ra mà đến cái bát, khoảng bát thứ 10 là hết cái mắm á. Em ăn lên. Dạ. Anh ăn ba, mời bát. Hai bát. Mắm là ngon, đúng rồi. Yummy, yummy. Sáng rồi anh chưa được ăn gì á. Em hai chén. Anh ăn 10 chén. Chén thứ hai nha. Để em thử coi nó có cay không. Ngon lắm này. Cái bộ này cũng cay. Nước mắm ngon. Rồi nhất kia rồi em ăn gì ăn đi. Không sao đâu, ăn hai chén thì em ăn đi. Hai chén hả? Hai chén. Đưa lại hai chén đi. Rồi, mày gót nha. Em ăn. Ớt kìa, ớt ngon á. Ớt cay cay nó ngon đúng không? Hiện tại bây giờ là 2, 4, 6, 8, nãy rồi mới 10 chén, bây giờ chúng ta còn 30 chén. Rồi vô đi anh ơi. Tính gì nữa? Rồi giờ vòng thứ 2. Bây giờ cũng đã là 4 rưỡi rồi. Anh giết 3 chén. Anh giết 3 chén. Hai chén thôi. Hai chén thôi nha. Ngon quá. Anh tuy là ăn cho nhanh để cho có kết quả sớm á. Thích nha. Em ăn bao nhiêu chén? Hai chén anh. Lấy luôn hai chén về phía mình nhé. Thôi. Em cảm giác em hơi no. Em ăn một chén thôi. Đúng rồi đấy. Dạo này em ăn ba chén. Ba chén. Ghê vậy. Lấy luôn nha. Ôi, đây nha. Ủa là bên nào ăn nhiều không có nó thắng. Em hỏi con đó chị Nhi em thật sự luôn đó chị ơi. Nó không có nghe được kỹ mà. Thắng rồi. Nhưng mà lần này á là bắt đầu đến cái đoạn quyết định rồi. Ờ. Cái kia là của ai? Đưa nó là cuối cùng của em. À bây giờ mình còn đôi 4 6 8 10 12 14 16 17. 17 cái nữa, 17 cái nữa. Biết đi đến vòng hay là mất rất nhiều tối người ra là khoảng 15 cái. Em đừng tính người ta ăn là mấy chén á. Tôi anh chỉ tính tối đa để cuối cùng là mọi người không biết được em. Tại vì có 5 người tối đa, 3, 5, 15 đúng rồi. Thì ra là em ít nhất có 2 option. Em sẽ ăn một chén. Bây giờ không giết em mà giết anh, giết Bảo mình cũng giết tình mà. Nhưng mà tại vì tối đa mọi người chỉ được ăn 3 thôi đúng không? 3. Thì tối đa đến em vẫn chưa chết. Ghê hả? Nó kì, tính ghê quá ha. Thì bây giờ chỉ còn 16 chén trên bàn. 17 chén. Cái của em là cái chén 18. Mấy cái tính toán là thua. Giờ tới đi. Đi ăn mấy chén. Mày em ăn chén nữa. Cuộc chơi nào cũng tốc độ đôi lúc cũng phải giảm dần để mình thử. Mình thử đối phương như thế nào. Ăn một chén hả? Thôi. Nhẹ nhàng tình cảm một chén thôi. Thôi mình ăn một chén mình mừng cái đi, mà mình mừng tất cả mọi người. Kê một chén, kê em chén không ớt đi. Mình biết rồi mọi người. Bây giờ làm ba chén để làm chén là mình thua, cũng không được. Cái hết là cái vòng của tôi sao nó hẹp quá vậy ta. Bây giờ cứ chén hết nè. Bây giờ đâu. Chén hết đi. Tới ai rồi. Đây nè, em một chén lấy rồi nè, lấy nè. Ăn đi. Em lấy rồi nghe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Không được đâu, quan trọng là phía sau lưng người ta ăn bao nhiêu nữa kìa. Ừ, quan trọng là người sau ăn nhiêu nữa. Team mình là người quyết định là một trong hai người này sẽ thua này. Em giết rồi. Anh nhanh nhanh ơi, vậy ta. Sao có game ngày hôm nay? Em ăn 3 chén, em là đỉnh. Chứ anh thấy là anh quậy lắm rồi. Thành chén bánh bèo luôn á. Rồi, em ăn 2 chén. Ok, anh ăn 2 chén nè.
5 chén khó anh ơi. 5 chén, 5 chén là anh phải ăn một thôi. 5 chén thì bây giờ anh còn mua thôi. Anh ăn 2 là còn 3, thế này ăn 1 em ăn 2. Em ăn 1. Không, thế này ăn 2 là em. Em ăn có thể cố tình giết bằng việc là ăn 3 rồi. Ăn 2 bảo bị dính. Ô, anh phải ăn 1. Anh phải ăn 1 thôi. Anh ăn 1. Anh ăn 1 ở đây ăn 1. Không lẽ em ăn 2 sao lại dính 1 đúng không? Đó, nó là ăn gì? Ăn em hả? Ủa? Em ăn 2 nha. Em ăn 2 nè. Lấy 2 của em về nè. Rồi. Anh ăn. Hết. Cầm chế nha. Vậy là em tụi em kiếm thầy tí xíu em ăn 2 chế. Không, nhưng mà cứ được. Em ăn có thể giết đó. Không giết. Em ăn 3 chế. Nên tính mày mang 3 chế thì sao? Ờ. Thì khổ tự sát. Anh em mình chấp nhận thua đó mà ăn nổi 3 chế luôn. Ê, anh bảo anh thì anh có Huệ thì tôi có anh Huệ nha. Cái tour thứ 2, thứ 3 gì của em đó. Nhớ chừa nó mắm lại cho anh Tân người cuối nha. Cuối cùng vớt vét với anh. Tôi gội lắm rồi đó. Bây giờ là không có nước mắm phải dán gì đâu anh. Anh dẹp là trên chết luôn á. Bị xay bánh bèo á mọi người. Bị xay bánh bèo. Dễ xay bánh bèo. Bánh bèo. Rụng hết tay. Căng lắm á nha mọi người. Quải quải thiệt nha. Quải thiệt. Thôi bây giờ để mang được 2 chén nữa không? Bây giờ mình cứ cứ thế này, cứ cho Ima cứ. Nhưng mà anh chỉ ăn một chén thôi. Cho Ima ăn tối đa phải 3 chén thì mình Ima được. Cho luôn mà, anh chấp nhận mà. À thua cũng được, nhưng mà giết. À không được mà giết, ok. Thôi bây giờ mình trồng cái chuối cho nó trồng rồi. Thôi đâu, cái tương tự đó. Không có học. Anh ăn đuổi ối liền luôn rồi, thôi ăn đi. Đừng cỡ gì. Đó, đừng cỡ nó sao bó được rồi. Không có lắm. Đứng dậy cho nó xuống phố, hướng cánh. Ừ. Bông. Rừng. Ô, con cá thiếu một cá. Rừng. Rừng, gán. Nó nét lắm. Đừng cho cá ăn chè. Nó nét lắm, gán, gán, gán. Bông nữa. Gà bụt bông quá em. Em mà thực sự là hình phạt của em đâu trời. Em đứng dậy á, cái nó xuống được. Còn khi mà em ngồi á. Cái nó chào lên. Ờ, nó chào lên. Buồn thì nhắn. Rồi, bây giờ tới Nicky ăn. Nó ăn nè. Ngon quá rồi. Thôi lúc đầu em thấy hồng lắm rồi nhờ. Em ăn 3 cái đầu tiên ngon lắm. Ngon lắm thề. Rồi, bây giờ Bi ăn 2 chén đúng không? Không em, để lúc lại chén anh này cứ gài trong ngoài. Không, anh tin em nghĩa khí đó. Ok, em nói được làm được. Rồi, nói được phải làm được. Vậy chén đó hả? Vậy ơi, vậy ơi. Em sẽ còn một chén nữa. 5 chén. Bây giờ anh một quán luôn đó hả? 5 chén, 6 người. Ai sẽ là người cuối cùng? Anh nữa. Anh ăn một chén. Để em ăn 3 chén. Một chén. Là còn 3 chén, em ăn 2 chén, em ăn 2 chén. Ok. Em ăn 3 chén đi. Còn nếu mà anh ăn một chén. Em ăn 3 chén. Thế là gì? Anh dám chắc luôn 3 xác nữa cũng hơn nổi 3 chén luôn. Em thấy là cái option 1 là nó hợp lý rồi đó. Bây giờ ăn 2 chén đúng không? Dạ rồi. Tiên sẽ ăn 1 chén. Tội của Tiên chấp nhận thua để cho Mia ăn 3 chén rồi. Mia hoài luôn, Mia chấp Tiên. Anh Ma. Ma ăn gì mà? Ma. Ăn 3 chén mà. 3. 3 chén. 3 chén. Quá trưởng luôn. Giết ba cái giấy vô cái tù. Không ăn được. Kinh ngắm lắm. Anh bảo anh để im cho em mà ăn xong á. Ăn không được ói nha. Quay em ma. Trời ba này ngon không? Chắc chung rồi đó. Ba này em ma ăn chục chén cũng được. Em mới ăn 4 chén. Em ma là ăn 4 chục. Mà hôm nay nó diễn á. 1, 2, 1, 2. Không tin luôn á. Khỏe quá. Đâu em bình thường, không bình thường chú ơi. Em nhớ chừa cho anh tí xíu nước mắm nha em đó. Thôi hết rồi. Không nhé đầu tiên rồi nhá. Cố lên chị ơi. Còn 2 chén nữa, cố lên. Không được ra chị vẫn ăn được. Em ăn khỏe lắm, thật sự mà. Anh không có đùa đâu. Sao khúc đầu tự nhiên em ghét dữ vậy trời. Tự nhiên nãy để Bi. Em đói á. Đi ăn một chén là được rồi. Đói con mắt á.
Phải ăn hai chén mình mới chết. Khi đó thì anh... Vậy là Bi là người tính toán, Bi có chiến lược. Anh nói cho em một chén em không chịu. Thì chúng ta là anh là người ấy. À. Ở chứ em ăn không nổi đâu, bỏ đi. Em ăn không nổi chú. Con nổi chú. Ăn nổi luôn hả? Ừ. Không, chén thứ hai nữa. Không, cái này là thần bánh bèo nhập rồi. Chén cuối cùng. Tới chén cuối cùng rồi hả? Ok, mọi cô ăn một chén. Mọi người ơi, bữa ăn chưa hết nha mọi người. Ôi, tính cuối cùng mấy này ăn bằng anh 7 chén luôn kìa. Rồi thôi. Ủa là cuối cùng ai thua? Bên đội đỏ thua. Chấp nhận thua trong tình qua. Nhưng mà anh có 5 chén thôi, ai ăn nhiều. Ồ. Không, mình đừng ăn luôn, mình thua rồi ăn chi nữa. Ờ nha. Ừ. Ăn cũng thua, không ăn cũng thua à. Thôi vậy chén này mình trừ lại cho ban tổ chức. Đừng thua. Đâu ha. Ma ơi. Sao mềm hơn. Tuyệt vời, bé ma. Đây là kết quả chén cuối cùng. À bây giờ chén này mình chừa cho Điệp Viên. Đúng, chén cuối cùng mình chừa cho Điệp Viên. Bắt được Điệp Viên là Điệp Viên mang cái này cho tôi. Chính xác. Mình tự ăn luôn đi. Ví dụ tiếp theo, một trong sáu người có một người là Điệp Viên biết hết tất cả các thử thách và đáp án từ ekip chương trình cũng như được sự giúp đỡ ngầm trong các thử thách. Nhiệm vụ của Điệp Viên là phải giúp đội mình chiến thắng và không ai phát hiện ra. Mỗi người sẽ bỏ ra 200k tiền và đặt cược vào sự đoán Điệp Viên. Nếu một người đoán được sẽ được hết số tiền. Nếu hai người trở lên đoán trúng, tổng số tiền sẽ được chia đều cho mỗi người đoán đúng. Thôi bây giờ mình quên cáo nè, bây giờ cô nè. Cô nghĩ ai và lý do tại sao? Lý do Chi. Buổi sáng á, Chi xuất hiện cuối cùng. Em đứng ở ngoài cổng em nhìn thấy anh Tuyên xuất hiện đầu. Không phải cuối cùng đâu, tại vì đi trễ chứ có gì vậy. Không, nhưng mà cái đó là em ghi trong bộ não của em. Cuối cùng là nhiều khi nó cũng phải có một cái lý do gì đó. Em luôn, em bị chỉ điểm. Em nghe cuốn. Tại vì thương nhau quá. Tại vì mọi người có để ý không? Mấy cái câu giải đáp hồi nãy á, mấy cái câu nào ta? Câu vẽ á, xong rồi nhắc á. Là đoán được liền. Vấn đề là Nicky vẽ rất là dễ đoán luôn. Nhìn cái rồi. Là biết liền. Không, nhưng mà em cũng hơi nghi nha, tại vì cái cây diêm nó rất là dễ luôn á. Nhưng mà anh ấy rất delay, rất lâu. Mới đầu em vẽ cái hộp diêm là anh còn nghĩ là cái bàn rồi chứ. Không tinh tế gì đâu. Không đến nỗi tinh tế như vậy đâu. Em chỉ nói là em không phải Điệp Viên nha. Đầu tiên là em nghi anh á, Bi á. Tại vì là... Nhưng mà sau đấy thì đến cái đoạn mà bánh này này. Nên là hết nghi anh. Ờ đúng rồi, lúc đó em cũng hết nghi tại vì là chẳng bao giờ mà nếu mà mình là Điệp Viên mà mình lại tự lôi ra như vậy. Sau tự nhiên em lại đổ ra. Ủa sao anh? Bây giờ em nghe ai? Em nói lại nữa đi rồi tay là anh nghe hai người này. Ok. Ok. Anh thì từ nãy tới giờ anh chỉ nghi đúng một người thôi, đó là anh Tuyên. Tại vì lúc đầu thật sự lúc mà anh nói đó là anh giỡn thôi, anh không có biết là ai hết. Tại vì anh biết là sẽ có một người bí ẩn nhưng mà anh không có quan trọng. Nhưng mà khi mà nhắc lại cái người bí ẩn của anh sau chuỗi ra câu chuyện. Lại nãy khi mà tụi mình có mặt ở đó là cái người mà anh phải luôn phải kiếm đó chứ là anh Tuyên. Anh Tuyên hay tách bày lắm, không biết anh Tuyên ra làm cái gì á. Anh bị đau bụng, anh bị đau bụng. Có thể đó là một lý do đi. Lúc nãy có một anh nào trong đồng phim đi chung với anh trong đó luôn. Với lại một cái nữa là có những cái game thật sự là anh Tuyên có thể thắng. Nhưng mà anh Tuyên lại không thắng. Không ăn cái là thắng liền. Tại vì Điệp Viên là phải giúp cho đội team của mình chiến thắng mà, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ông làm cái đó để ông ẩn mình. Mọi người nhìn kỹ lại đi, cái lúc mà đoán cái hình vẽ á, là bé mình đoán đúng hết. Nhưng mà hình vẽ cũng dễ mà. Đâu, em mà vẽ cái khúc mà cái con vịt á, mà còn vẽ sai nữa, cái thông tin là vịt Đông Nam, nhưng mà đâu phải là vịt Đông Nam đâu, mà vẫn đoán ra được. Ủa, chứ vẽ con vịt chứ cứ này, cái đánh nó như vậy, rồi không đoán con vịt chứ đâu cái gì. Cho nên là tôi quyết định lại là vẫn là Tuyên là vậy. Thật sự là tại cái phim Tết của anh là cái Tết của thằng Khờ, thằng bốn anh ra hết, anh đang bấn loạn, anh phải lo tất cả mọi thứ về VR, về làm sao cho tiếp cận cái sản phẩm của mình đến khán giả là anh đang lo cái đó. Tất cả những cuộc gọi còn nằm trong này hết. Nhưng mà lúc đó anh không có gọi điện thoại. Có lúc em. Lúc đó anh chỉ đứng thôi, anh đứng anh nói chuyện thôi. Ở chung là anh khẳng định là tất cả những gì từ sáng giờ chơi và anh luôn là một người anh chơi rất thật. Anh chơi rất lửa, anh chơi rất máu. Nhưng mà tất cả mọi người đang có đồng ý confirm một điều, nếu bây giờ ai là người bí ẩn thì sẽ phải ăn cái đó không? Chính xác. Vậy bây giờ anh rắc miếng bò bỏ cái kia được không? Nếu mà anh không phải là người bí ẩn. Bây giờ mọi người nhìn vòng vòng mà ai đỏ nhất là người đó. Ông đỏ nhất đâu? Ông hay quá. Đúng rồi, lúc đầu á là anh có nghi hai người đó là trong đội anh, một người là Bảo.
bên đội kia là Bi. Nhưng mà sau một hồi ngồi sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, anh thấy Bi rất là lắt léo. Bi có thể giả bộ bắt xe của người này, đánh lạc hướng của người kia. Và khi vừa có Nicky á, vừa đá qua anh cái là thấy cái nét của Bi bắt đầu sáng lên lên. Người ta có đồng minh rồi, có lẽ là ta thoát rồi đó, thấy được cái nét đó. Em nghi mọi bác Chi với ông Bảo. Bột thì em tin rồi, em tin con tin chú rồi. Dễ tin người quá à. Không, nhiều lúc chú tự hại chú. Tự hại chú để chú bản thân đi chú. Thắng thì chú lấy cái này thì chắc con phải vót chú à. Rồi chứ người ta đổi lại rồi. Chi thì nghi nãy giờ rồi. Thứ nhất là về cái phần bài hát thì thấy cũng hơi thắc mắc là sao mà biết nhiều quá. Hay rồi. Giấu vô không cho biết nha. Ai về ạ? Ai về ạ? Em mai em vớt ông Tiên rồi. Tôi yêu ông Tiên luôn. Để một ngôi sao hy vọng cho anh Tiên nha. Cái bánh bèo này ăn với cái bột thì ta nói ha. Là bắn pháo bông là bắn tầm cao ha. Ok. Em bị anh mà phân tâm một cuối á. Thôi chịu chưa. Thôi thà định nói đi. Để có một câu thôi. Em cứ trả lời theo cái. Em cứ giữ định kiến của em đi. Không được là cô ấy đó. Em hãy trả lời trái tim của em đi nữa. Ba cái dòng nào không đó. Nữa. Cái tim mất bảo đó. Ba cái dòng mà lỡ lầy giả bộ cho lầy thêm thôi. Rồi. Anh đúng nha, anh có được hết tiền. Ừ. Đi à, hãy lộ nguyên tình đi em. Đi. Tao bắt đúng rồi sao? Hey, bắt chân đi. Ghê vậy. Chờ cái gì nữa? Mệt quá. Là anh á. Cái gì cá của tao cắn rồi. Ừ, nặng anh. Hai anh. Nặng em 1, 2, 3 nha. Đúng một người là chiến thắng. Yeah. Phải không hả? Chào Dương Chi, xin thông báo là ngày hôm nay bạn sẽ là người sẽ được làm điệp viên. Ồ, là hôm nay em làm điệp viên luôn hả mọi người? Em nghe được nè, em lộ thiệt quá. Nhưng mà nói thì chắc mình cũng phải thử mình mới biết được. Em sẵn sàng. Giờ mọi người chắc là phải lừa cú nữa rồi. Cứ lấy nhận nhận nữa. Ờ ha, coi sao chủ là đúng nha. Đúng nha. À, hai ba. Tiếng đầu tiên. Ok, đứng mặt đây anh cho biết. Ờ, dễ thương nha. Rồi, quá. Ủa sao hai bạn này đón được hay vậy ta? Ừ, đáng rồi. Cái kiểu là không ai nghi. Em là tôi thuộc phạm trù là đệ tử 8 đời của tôi không? 8 đời. 8 đời luôn. Không anh giải cho tôi. With the 9mm sound.